tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà bình tĩnh chút, sáng suốt một chút, nhận ra được sự thật trên cuộc đời này, thì chúng ta nhìn kỹ xung quanh mình, ai là những người mà thù nghịch với mình? Cái người thù nghịch nó lạ lắm, tự nhiên nó thấy mình rồi nó ghét mình, nó thấy mình nó muốn đánh mình, nó thấy mình nó muốn chửi mình, mà mình không làm gì nó hết. Mình tu mà, mình tu mình hiền, mình nhịn hết, nhưng mà nó cứ chửi mình, nó xấu mình, mà đánh đập mình nữa, thì các vị nghĩ sao? Thành ra lúc bây giờ đó, có trí tuệ rồi đó, mình nhìn mình thấy bây giờ nó muốn đánh mình vì đời trước mình đã từng đánh nó, cho nên giờ nó thấy mình nó muốn đánh rồi, nó nói xấu mình vì đời trước mình đã từng nói xấu nó, cho nên giờ nó nói chuyện này bình thường. Cho nên nghe lời Đức Phật dạy đó, mà trên bước đường tu của thầy đó, gặp những người mà nghịch như vậy ở trong lòng thầy đó, không nói ra nhưng mà nghĩ à, trả rồi nha, món nợ này ta trả ngươi rồi đó, ta trả ngươi. Cho nên mình chịu đựng hết một khoảng thời gian đó, thầy nghĩ trên bước đường tu của thầy đó, ít nhất là thầy cũng phải trải qua 20 năm đó, mà chịu đựng những cái quan trái như vậy đó, họ cứ đổ lên mình thôi, cứ kiếm chuyện với mình thôi. Tới cuối cùng thì trả hết rồi thì nghiệp nó cũng hết thôi. Cho nên nghiệp nó hết rồi đó thì sao? Nó không nói nữa, người ta không nói nữa. Cho nên mình nhìn coi cái người thù mình đó, nó đông hay nó ít, nó còn hay nó hết. Cái quan trọng trên bước đường tu là chỗ này, nhìn kỹ cái người mà ghét mình nó đông hay là ít. Cho nên trên bước đường tu đó là đừng để cho cái người ghét mình nó đông thêm. Cái này mình sai đó, mình tu sai. Làm sao đó mà cái người ghét mình đó, nó ít lần đi, cái người nói xấu mình ít lần đi, mà cái người binh vực mình đông hơn đó. Cái này mình có tu đó, có phước đó. Tại sao được cái này? Tại vì mình có tu. Có tu tức là mình có nhẫn nhục, tức là mình chịu đựng tất cả những cái gì mà họ đổ lên cho mình. Thế mà cái khi họ đổ lên cho mình rồi đó, mà mình không buồn, không giận, không có ý muốn trả thù đó, thì cái này nghiệp hết. Nghiệp hết thì ngay như cái người đó mà họ nói xấu mình đó, họ cũng phải hối hận chứ. Họ hối hận, họ nghĩ rằng họ đã nói mình như vậy đó, nhưng mà mình vẫn tử tế với họ, mình vẫn tốt với họ, vẫn kính trọng họ, tức làm cho họ thay đổi đi. Chính cái người chống mình đó, họ thay đổi, họ thay đổi, mình biết mình hết nghiệp. Thì mình hết nghiệp, cho nên đó, làm sao mà trên cuộc đời này mình tu đó, mà cái người chống, người phá mình đó, nó giảm lần đi, thì cái này người đó tu đúng đó. Theo Đức Phật đó, là như vậy là đúng. Có trí tuệ rồi, biết rồi, hóa giải được. Còn không biết đó, thì nghiệp cứ tạo nghiệp, nghiệp cũ rồi tạo nên nghiệp mới. Cho nên nghiệp cũ tức là mình mang nợ nó, nhưng bây giờ nó tới nó đòi, nó chửi mình, chửi mình thì mình nổi nóng lên, mình chửi lại nó, rồi thậm chí đó, mình có quyền thế, mình lại hại nó nữa, phải không? Thì nghiệp này tăng lên. Nghiệp cũ không hết mà nghiệp mới lại tăng lên. Cho nên Đức Phật nói là không hết phiền não mà nghiệp chướng lại tăng. Cho nên có những người họ tu nữa mà họ cứ nói nghiệp khảo rồi. Thực ra thì nghiệp khảo, nghiệp của mình nó khảo mình, phải không? Tại nghiệp cũ của mình đó, nó làm cho người ta chống mình, rồi mình bực tức mình phản đối lại đó, để cho nghiệp mình tăng lên. Cho nên nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới. Thì Đức Phật nói trong Kinh Quan Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi. Tại nếu người tu như vậy đó thì càng tu nghiệp càng tăng, cho đến ngập đầu mình không còn ngóc lên được nữa, thì mình phải rớt vào địa ngục A Tỳ. Cho nên tất cả các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Mình tu sao mà nghiệp mình hết đi, chứ tu là mình nghiệp khảo lên. Cho nên tu đúng thì đầu tiên là gì? Đương nhiên mình có nghiệp cũ,
Nhưng mà mình tu đúng, mình nhẫn nhịn cho nên á, lúc bây giờ đầu tiên á là gì? Tức là mình nhịn được, cho nên cái người mà chung quanh mình á, cái người mà có thiện cảm với mình á, thì họ thương mình nhiều hơn, phải không? Họ thấy tội nghiệp nó chứ, nó tu nó hiền như vậy đó mà ta ăn hiếp nó, phải không? Mà nó không phản đối lại. Cho nên như vậy là quý vị thấy cái người thương mình họ thương mình nhiều hơn, phải không? Đấy là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật cũng đã từng làm cái chuyện này rồi. Cho nên ta theo Phật, ta học, ta tu thì ta thấy cái gương của Đức Phật, chúng ta bắt chước thôi. Thì cái người mà thương mình họ thấy họ thương mình nhiều hơn, thấy Đức Phật tốt quá, Đức Phật hiền quá, Đức Phật dễ thương quá, mà tại sao mấy cái ông Bà La Môn này cứ chống phá, phải không? Tội nghiệp quá, phải không? Đấy. Cho nên cái người thương mình họ thương mình nhiều hơn là mình biết mình tu đúng. Rồi cái người mà không thương mình á, gọi là cái người bàng quan. Người bàng quan tức là họ chưa quen biết gì mình hết. Họ bàng quan, họ đứng họ nhìn thôi. Họ nhìn họ thấy một người kia chửi mắng sỉ vả mình á, đủ cách hết á. Nhưng mà mình nhiếp tâm được. Cái quan trọng nhất là các Phật tử nên nhiếp tâm. Đừng để trong lòng mình nó giận, biết không? Trong lòng mình mà nó giận lên á, thì nó khởi ra ngoài cái tướng giận. Đây hồi nhỏ thầy tu, thầy cũng bị cái này. Nhịn nhưng mà sao? Mình cắn răng mình nhịn, cắn răng mình chịu đựng mình nhịn á, thì từ từ á, hai cái lỗ tai mình nó đỏ lên, phải không? Mình nhịn mà, nhưng mặt mình đỏ lên, hai cái tai mình nó rung, nó muốn cử động mà mình ráng mình kìm nó. Đó. Này nghiệp mình khởi này, mà mình không biết. Rồi tới cái mức mình chịu đựng được rồi đó, là mình có phản ứng. Cái phản ứng nhẹ ở trong lòng thì mặt đỏ lên, tay rung lên nữa. Nhưng phản ứng mạnh đó, thì động tay động chân, thì này nghiệp mới tăng lên rồi. Thế nên động tay động chân được thì cái người bàng quan với mình thì sao? Họ đứng họ coi, coi hai đứa nó chửi nhau, hai đứa nó đánh nhau, coi sướng không? Thì tất cả các Phật tử mình nên tránh cái này. Mình thấy hai người đánh nhau, hai người chửi nhau, hai người cũng bị phiền não nghiệp chướng hết, mình thấy như vậy đó, mình tội nghiệp. Đức Phật dạy vô minh nghiệp chướng ngăn che mà tạo nên tội như thế này nữa. Như bình thường nhịn chút là qua rồi, nhưng mà không nhịn được cho nên bây giờ đánh nhau như vậy, người thì bể đầu, người thì gãy chân, thì sao? Tội nghiệp. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên có trí tuệ đó, thì nhìn vô thấy cái này đi. Cho nên ông Thánh ông cũng dạy mình đó. Lùi một bước đó, thì trời cao biển rộng đó. Lùi đi, mình nhịn nó một cái đi, thì mình thấy mình rộng đường sống hơn. Còn bước tới một chút nữa đó, thì coi chừng đụng đó. Đây là điều nguy hiểm. Cho nên đó, cái người nữa mà bàng quan, họ nhìn họ thấy mình tu thiệt, mình hiền lành thiệt. Cho nên họ thấy một cái đám người nữa mà sỉ vả Đức Phật đó, từ sáng tới chiều đó, Đức Phật vẫn làm thinh rồi, cứ mỉm cười thôi. Nó càng hung dữ bao nhiêu thì Đức Phật Ngài mỉm cười. Ở trong lòng Ngài vui vẻ mà, không sao. Cái này nghiệp trả đi. Tại vì mình đụng chạm tới quyền lợi của nó, cho nên nó khởi lên lòng tham, mà nó chống mình, chứ thiệt là không có gì hết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thành ra Đức Phật vẫn mỉm cười và chấp nhận hết cái điều đó. Thì những người mà chung quanh á, không khách bàn quan đó, họ đứng họ nhìn họ thấy Đức Phật với mấy thầy tu thiệt, đắc quả thiệt, cho nên hiền lành thiệt, chịu đựng được hết tất cả mọi thứ, cho nên họ sanh ra kính trọng, họ sanh ra kính trọng Đức Phật. Thì cái đám Bà La Môn mà chửi mắng cho tới chiều đi, bây giờ nhìn thấy không ai ủng hộ mình hết, Phật cũng không có phản ứng gì đó, rồi tự xấu hổ, không tự xấu hổ rút lui thôi, thì cái việc này nó rất là nhẹ nhàng. Mà Đức Phật đã thể hiện trong cuộc sống cho mình thấy để mình học, mà các Phật tử không học được cái này thì uổng.
Rồi nói sao tôi tu mà nghiệp nó cứ đổ ra, nó khảo. Hay nó đổ ra mình cho nó hết đi, mình trả xong thì hết chứ, tại nghiệp trước của mình mà. Cho nó hết rồi đó, mà khi nghiệp mình hết rồi sao nó có cái triệu chứng đó, không ai nói mình được hết đó. Tại vì cái người mà nói xấu mình á, một người nói xấu thì 10 người binh vực mình nói được không? Cho nên Đức Phật đó là cái người mà nói xấu cái người tốt á thì miệng liền câm bích lại, nói không được. Nó không được có nghĩa là không ai ủng hộ mình hết thì sao nói? Các Phật tử nghiệm xem, mình nói cái gì đó thì phải có người nghe, có người góp ý, có người ủng hộ, phải không? Thì bây giờ mình mới hứng lên mình nói. Chứ bây giờ không ai nghe hết, không ai ủng hộ hết, không ai góp ý hết, hồi mình thấy xấu hổ, thôi thôi tự mình thôi chứ. Thì trên bước đường tu đó, cái chỗ đó đó, người biết tu thì trả nghiệp và hết nghiệp. Đấy, cho nên có trí tuệ là như vậy. Vì vậy đó mà Phật tử chúng ta quy y Phật đó, có nghĩa là quy y với những người có trí tuệ, để rồi đó học được cái đó, trí tuệ chúng ta phát lên. Cho nên đó, tới cuối cùng Kinh Hoa Nghiêm mới dạy chúng ta gọi tự quy y. Ban đầu thì mình nghe thầy dạy, mình làm theo, nhưng mà sau này lòng mình thanh tịnh rồi, trí mình sáng rồi đó, thì mình nghe cái trí tuệ sáng ở trong lòng mình đó, nó chỉ đạo cho mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà trí mình sáng lên rồi đó, mình thấy rõ nghiệp của mình, mình thấy rõ nghiệp của mình rồi, cho nên bây giờ đó mình chủ động trong chuyện của mình rồi. Đó, cho nên Đức Phật dạy mình là sao? Thấy rồi, mình thấy mình biết hết rồi. Tất cả trên cuộc đời này nữa, người nào thương mình, người nào ghét mình nữa, người nào không thương không ghét đó, thì mình tùy theo cái đó mình xử lý. Đấy. Thì nếu mình muốn yên đó, thì sao? Mình đi tới những cái người mà họ thương mình, tức là những người có duyên đắc độ với mình đó, tức là những người đó họ thương mình, cho nên mình tới mình thăm họ, thì lúc bây giờ họ quý mình chứ. Đấy. Đây là chỗ này, chỗ nên tới đây, nên gặp đây, và nên chia sẻ đây, thì mình tới. Còn cái người kia thù mình cũng biết rồi, mình nói nó không nghe, mà mình nói làm gì? Cho nên các Phật tử nghiệm xem, thấy ở trên đời này nó có nhiều cái lạ lắm. Không ai nghe ai hết, nhưng mà thích nói. Cho nên hai người đó đó đều muốn nói hết mà không muốn nghe. Cho nên người này mới vừa nói, người kia cướp lời. Rồi người kia mới vừa nói, người này cướp lời. Một hồi nữa rồi sỉ vả chửi mắng nhau, phải không? Cãi nhau rồi tới chửi mắng nhau đó. Thì quý vị thấy này, vô minh. Cái này vô minh rồi. Nếu mình biết như vậy rồi đó, thì mình có tới gặp người này chứ không? Cho nên trên bước đường tu đó, thường thường là Đức Phật khuyên mình, tức là mình chỉ nói cho những người mà muốn nghe thôi. Những người muốn nghe mình nói thì mình mới nói. Còn những người không muốn nghe mình nói thì cái trường hợp cãi miệng cũng nói. Trên bước đường tu, cái người có trí là như vậy. Chứ còn nó không muốn nghe mình nói mà mình nói chi? Nói rồi nó sanh phiền não, nói rồi mất lòng, phải không? Cãi nhau. Cái này là vô minh. Tại vì mình muốn áp đặt nó những cái mà nó không muốn nghe, thế này nó nguy hiểm rồi. Thậm con của mình, cháu của mình ở trong gia đình, nhưng mà nói nó không nghe, phải không? Thành ra có nhiều bà tức quá tới thưa với thầy, nói con của con mà con nói nó không nghe, thì thầy biểu nó không nghe thôi đừng nói, phải không? Nó không nghe thôi đừng nói chứ. Tại nó không nghe mà mình nói làm chi? Mình càng nói thì nó càng khó chịu, càng nói thì nó càng khổ, cho đến mức mà nó không nhịn mình được nữa thì nó thôi. Cái này mình thấy được, mình biết được, mình học Phật rồi, mình theo Phật rồi, Phật đã dạy mình cái này rồi. Thành ra con mình đây là gì? Mình nhận lầm nó là con mình, nhưng mà Đức Phật nói thiệt có phải là con không? Ở trên đời này nó không có cha con, mẹ con, không có chuyện này, không có chuyện này. Nhưng mà
làm cha, làm mẹ, làm con, làm quyến thuộc nhau đây đó là gì? Do nghiệp thôi. Tại nên trên đời này các vị nhìn kỹ rồi thấy chỗ này. Theo Phật dạy mình thấy nó rất là rõ. Nhìn kỹ rồi không có chuyện này. Con mình sao nó giết mình? Con mà giết cha đó, giống như Tần Bà Sa La vậy đó. Con mà giết cha đó, là cái này người thù mà nó sanh vô, nó làm quyến thuộc mình để nó trả mối thù cũ, phải không? Nên mình thấy mình biết chứ. Như vậy mình nói nó con mình không? Nhưng mà người có trí tuệ đó là nói là nó thù mình, chứ không phải nó là con mình, phải không? Nó là kẻ thù của mình đây. Còn cái người kia đó không phải là con mình, nhưng mà nó hết lòng thương mình, kính mình và trung thành với mình đó. Thì như vậy đó, nó có phải người hạnh sớm của người dân không? Không phải. Nó là bồ đề quyến thuộc của mình đó. Nó có cái mối quan hệ nào tốt với mình trong kiếp trước đó, cho nên bây giờ nó thấy mình đó là nó mẹ. Cho nên trên bước đường tu của mình đó, là nên làm cái chuyện tốt mà bỏ cái chuyện xấu đó cho nên. Thành ra Đức Phật nói là ông vua Tần Bà Sa La này, ông hết lòng với Đức Phật đó. Tại sao ông hết lòng? Là tại vì trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước đó, Đức Phật đã từng thi ơn cho ông này rồi, đã từng cứu giúp ông này rồi, đã từng chỉ dạy ông này rồi, đã từng làm cho ông này thành công rồi. Cho nên bây giờ nhìn thấy, mặc dù thay đổi hình thế, hình sắc, nhưng mà trong thâm tâm đó, là nghĩ đây là ân nhân của mình, phải không? Đây là thầy của mình, đây là mình kính trọng. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tức là phải thấy con người thật ở bên trong đó. Cho nên nhìn kỹ rồi mình thấy A Xà Thế là người thù, còn Đức Phật là người ân. Cho nên ông vua Tần Bà Sa La đó thì hết lòng kính trọng Đức Phật, đem nhường cái lộc quyển, cái thượng quyển của mình đó, tức là Trúc Lâm đó, để làm cái tinh xá cho Đức Phật thuyết pháp, kính trọng thế mức. Nhưng mà ông Tần Bà Sa La tốt với Đức Phật bao nhiêu nữa thì A Xà Thế đó lại càng bực tức và khó chịu với vua Tần Bà Sa La, mà càng bực tức và khó chịu với Đức Phật. Đây là quan trái này. Ta nói trên bước đường tu đó phải nhận ra được cái quan trái này. Quan trái ta gọi là quan gia trái chủ này. Đấy. Quan gia nó là trái chủ mình, nó là chủ nợ, nó theo nó đòi đây. Cho nên cái này phải trả thôi. Đấy là sự thật, gọi là quan trái. Cho nên ông Tần Bà Sa La càng tốt bao nhiêu thì A Xà Thế là càng tệ hại bấy nhiêu. Thế nên tệ hại cho tới cái mức mà A Xà Thế muốn giết, giết vua Tần Bà Sa La, giết vua cha này. Thế nên các vị thấy cái này. Nhưng mà lúc đó thì ông Tần Bà Sa La đó là ông theo Phật, ông tu rồi, ông rất là tốt rồi. Ông rất là tốt rồi. Ông tốt, ông tin Đức Phật. Ông cứ tin Đức Phật đó, là bây giờ theo Đức Phật dạy, cai trị theo chánh pháp của Đức Phật thì mọi việc nó sẽ tốt. Tin tuyệt đối như vậy đó. Cho nên lúc bây giờ đó là tất cả mấy thầy thì khu đó, đi tới đâu đó là cứ giảng ngũ giới tam quy thôi, không giảng gì khác hết. Nên Đức Phật dạy đó, nếu mà giữ ngũ giới tam quy thì coi như là thế giới hòa bình, tất cả đều yên hết. Nhưng mà cái chỗ này đó, nó cũng có hai mặt. Cho nên cái người không biết, không có trí tuệ chấp một chỗ này đó, thì thất bại thôi. Thành ra quá hiền lành đó, thì dễ bị ăn hiếp hơn. Cho nên chỗ này quan trọng. Quá hiền lành thì dễ bị ăn hiếp chứ. Cho nên trong lúc đó hiền lành như ông vua Tần Bà Sa La đó, là cái khi đó mà A Xà Thế muốn ám sát ông vua, ám sát vua cha, thì bây giờ đó người ta mới bắt ông A Xà Thế đó, đem vô, biểu là yêu cầu vua phải nên xử ông này đi. Ông này, ông nói A Xà Thế là con của ta mà. Đấy. Tức là thể hiện cái lòng từ bi. Tức là tha đi.
để cho nó tự hối hận, nó tự sửa. Ông mới hỏi ông A Xà Thế, hỏi tại sao mà con muốn giết ta, con muốn giết cha, phải không? Ông A Xà Thế trả lời thẳng là con muốn làm vua, con muốn làm vua cho nên con phải giết vua thôi. À, gan như vậy đấy. Ông nói đi, muốn làm vua thì làm, chứ còn giết cha làm gì, phải không? Muốn làm vua thì ta sẵn sàng nhường cho ngươi làm vua. Đấy, ông vua Tăng Bà Sa Lại. Thì bây giờ đó, ông mới sai ông đại thần xuống chiếu truyền ngôi cho A Xà Thế. Thế nên truyền ngôi cho A Xà Thế, tại nó muốn làm vua thôi thì cho nó làm vua, ta nghĩ. Thì như vậy ông Tăng Bà Sa đó, tốt chứ, tốt. Nhưng mà khi ông A Xà Thế lên làm vua nữa, là cái việc đầu tiên đó là ra lệnh bắt vua cha nhốt trong ngục cho chết người. Các vị nghĩ đây là cái việc quan trọng. Ta nói ta nhìn kỹ rồi, ta nhìn sâu vào nhân quả rồi, ta mới thấy rõ chuyện này. Cho nên trong cái lúc Đức Phật dạy mình, mình nhịn nó mà nó không làm gì được mình hết, mình nhịn nó để nó phát tâm nó tu đó, thì cái trường hợp mình làm, các vị nên nhớ mình. Chứ nhịn nó để rồi nó làm ác, nhịn nó rồi để nó gây tội lỗi thêm, thì cái trường hợp này không được.